2x trừ 2 mũ 0 bằng 3 mũ 5 chia cho 3 mũ 3. Thì ở đây các bạn cần nhớ kiến thức như sau, đó là A mũ 0 thì cái gì mũ 0 cũng bằng 1, vậy đây bằng 1, vậy là 2x trừ 1 bằng. Tiếp theo đó là A mũ N chia cho A mũ M, đây là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ mũ trừ, vậy đây sẽ ra là 3 mũ 5 trừ cho 3. Thì 2x trừ 1 bằng 3 mũ 2. 3 mũ 2 này chính là số 3 được viết 2 lần. Vậy là 2x trừ 1 bằng 9. Trừ chuyển qua thành cộng. Vậy ta sẽ có 2x bằng 9 cộng 1. 9 cộng 1 bằng 10. Nhân chuyển qua thành chia. Vậy x bằng 10 chia 2. Vậy x bằng bao nhiêu? Comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi.